Rồi ok, mình bắt đầu nhá. Đây để anh hướng dẫn qua em một tí thôi. Cái này nhanh lắm nhá. Rồi nhá, đây. Mình sẽ nói về hôm nọ ấy, cái buổi mà em nghỉ ấy, nhá. Thì mình sẽ học hai cái nội dung chính nhá. Thì cái nội dung một là mình học về lũy thừa nhá. Ok không? Lũy thừa. Cái này mình nên ghi chép qua một chút cùng anh nhé, được chưa? Thì không ghi được, ngồi nghe được. Thì lũy thừa nhé, thì trước hết là mình sẽ nói về cái mặt định nghĩa này. Đấy, định nghĩa, định nghĩa là như này. Lũy thừa bậc n nhé, lũy thừa bậc n đấy, của cơ số a, đấy, lũy thừa bậc n này của cơ số a, đó. Thì nó sẽ ký hiệu cho mình đó là A mũ N nhé. A mũ N nó là tích nhé. Nó chính là tích của N thằng A nhân với nhau. Đấy, tức là A nhân A. Nhân A này, chấm 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 chấm. Nhân A. Ở đây thì có tất cả là có N thừa số A nhé, được chưa? Đấy, N thừa số A đấy, nhân với nhau, đúng không? Thì mình lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ nhé. Cái này thì chắc là em quá thành thạo rồi đúng không? Ví dụ như là 2 mũ 3 đi. Đấy, thì nó chính là bằng 2 nhân 2 nhân 2. Đúng không? Ở đây là tổng cộng là sẽ có 3 số 2 nhé. 3 số 2 nhân với nhau nhé, thì kết quả nó sẽ bằng 8. Được chưa? Đấy là định nghĩa của lũy thừa. Tiếp tục thì mình sẽ nói về mấy cái tính chất nhé, được chưa? Đấy, mình sẽ nói về mấy cái tính chất của nó nhé và các cái phép biến đổi đi. Đó, hai nói về các cái công thức. Cần nhớ nhé. Đấy, các cái công thức cần nhớ. Rồi, các cái công thức cần nhớ thì ở đây thì mình cũng chỉ nói một vài cái công thức thôi. Đấy. Thì mình sẽ có mấy công thức như này. Những cái công thức nào mà viết cùng nhau thì ta sẽ học trên cùng một nhóm nhé, được chưa? Để ta thuộc cái công thức. Thì hai cái công thức đầu tiên thì em nên cho nó thành một nhóm này. Thì mình sẽ có là A mũ M này nhân với cả A mũ N này. Đấy, thì nó chính là bằng A mũ M cộng N. Đấy. Công thức thứ hai đó là A mũ M này. Đấy, chia cho A mũ N. Đấy, thì nó chính là bằng A mũ M trừ N, đúng không? Hai công thức này thì mình học ở lớp 6 này, đúng chưa? Đấy. Một mình cái công thức tiếp theo thì mình sẽ học ở một nhóm nhé, đó là mũ chồng mũ, thì mình sẽ có là A mũ M này, tất cả mình mũ N lên, đó, thì nó chính là bằng A mũ M nhân N. Đó, và nó cũng sẽ là bằng A mũ N. Đấy, sau đó là mình mũ M nhé. Đó, hai cái này nó giống nhau luôn. Đó, ok chưa? Tiếp theo. Tiếp theo nữa là mình sẽ có mấy cái con mà nó khác cơ số nhé, khác cơ số nhưng mà cùng số mũ, thì mình sẽ có cái bộ công thức, bộ hai cái công thức tiếp theo thì mình sẽ ghi chung một nhóm nhé. Thì mình có là A mũ M này mà nhân với B mũ M. Đấy, B mũ M nhé, thì nó chính là bằng A nhân B tất cả mũ M. Đấy, những cái công thức này thì kiểu nó rất là quen thuộc với cấp 2 của mình ấy nhé. Đấy, tiếp tục là A mũ M này mà em chia cho B mũ M. Đấy, thì nó chính là bằng A trên B. Đó, rồi được bao nhiêu thì em mũ M lên, đúng không? Cái này toàn bộ là những cái công thức của cấp 2 thôi, đúng không? Đó. Bây giờ đến cấp 3 nhé, được chưa? Bên tay trái của mình nó là cấp 2, được chưa? Bây giờ sang những cái công thức của cấp 3 ấy, sang công thức của cấp 3 thì mình sẽ có cái công thức như thế này. Đó là A mũ trừ N nhé. A mũ trừ N thì nó chính là bằng 1 trên cho A mũ N. Được chưa? Ở đây công thức đầu tiên. A mũ trừ n thì nó bằng 1 trên A mũ n. Và công thức thứ hai là cái công thức mình dùng để xử lý mấy con căn ấy nhá. Mình dùng để xử lý mấy con căn thì mình có này, căn bậc m của A mũ n, được chưa? Thì nó chính là bằng A mũ n trên m. Đấy, ok. Thì ở đây thì chịu khó mình nhìn một chút xíu ấy thì mình sẽ thấy là cái mũ ở bên trong này này thì nó sẽ lên làm tử, còn cái số chỉ căn ở bên ngoài thì nó sẽ xuống làm mẫu nhá. Ok không? Thì ví dụ đây, cái con này thì nó hay là hai cái con mới thì anh sẽ lấy cái ví dụ sang đây nhé. Đấy. Ví dụ này. Ví dụ thì mình ví dụ mình đây mình có là căn bậc 3 đi, được chưa? Căn bậc 3 của A mũ 4, được không? Thì nó chính là bằng A mũ 4 phần 3. Đấy, A mũ 4 phần 3. Được chưa? A mũ 4 phần 3. Thì cái bên trong này mình sẽ cho lên làm tử, còn cái bên ngoài thì mình sẽ đẩy nó xuống dưới mẫu. Ok không? Đấy nhá. Hay ví dụ một cái con khác nhé. Căn bậc 5 của A. Đấy, căn bậc 5 của A thì
cái thằng A ở bên trong này này, thì chúng ta sẽ ngầm hiểu nó chính là A mũ 1 nhé, được chưa? Đấy, ta ngầm hiểu nó chính là A mũ 1, nó chính là căn bậc 5 này của A mũ 1, đúng không? Vậy thì nó chính là bằng A mũ 1 phần 5. Đấy, được chưa? Đấy, hay là một cái con khác nhé, ví dụ như là căn bậc 2 đấy, của A mũ 3, được chưa? Thì căn bậc 2 thì thông thường người ta sẽ không viết cái số 2 đây đâu, đúng không? Đấy, người ta sẽ ít khi người ta viết như này đó. Đấy, ok chưa? Nhưng mà mình sẽ viết ra để mình nhìn cho nó dễ hơn. Thì nó chính là bằng A mũ 3 phần 2, ok không? Đó, thì em nhớ cho anh là những cái con nào cái số mũ ở bên trong ấy thì nó lên làm tử nhá. Còn bên ngoài thì em sẽ kéo nó xuống làm mẫu cho anh là được. Ok không? Đó. Rồi, đấy đấy là cái thằng cái thằng thằng lũy thừa. Đấy, nó chỉ cần mấy cái công thức như thế thôi là biến đổi đã xong, coi như là xong hết rồi. Đấy. Bây giờ nhé, bây giờ thì mình sẽ nói về cái hàm số lũy thừa luôn đi nhé. Mình sẽ nói về cái hàm số lũy thừa, rồi thì một vài cái tính chất sơ khai thôi nhé, được chưa? Thế còn chắc là khoảng độ bữa sau thì mình sẽ nói những cái tính chất kiểu nó cao cấp hơn, được chưa? Mình sang cái phần 3 nhé. Phần 3 thì mình sẽ nói về cái hàm số lũy thừa. Hàm số lũy thừa. Đó, thì cái dạng của nó ở đây nha. Cái dạng của nó ở đây thì nó chính là y bằng là x mũ alpha nhé. Đấy, x mũ alpha. Đấy, dạng của nó là y bằng x mũ alpha. Ok chưa? Đấy, x mũ alpha. Thì ở đây thì mình sẽ chia ra làm ba cái trường hợp nha. Mình chia ra làm ba cái trường hợp của alpha nhé. Để mình giải quyết mấy cái tình huống này. Đó. Thì mình sẽ có mấy cái trường hợp này. Số cộng đầu tiên này, nếu nếu alpha của mình mà là nguyên dương nha. Nếu alpha của mình mà nguyên dương nhá, thì mình sẽ cần qua ở đây một cho anh cái điều kiện ở đây thôi nhé. Nó chỉ có một duy nhất một cái dạng toán liên quan đến cái phần này thôi. Nếu alpha của mình mà nguyên dương ấy đấy, thì cái thằng d của mình nhá, cái thằng d d là cái điều kiện ấy nhá, thì của nó sẽ là d bằng r luôn đấy, d bằng r luôn. Đó, tức là cái tập xác định của nó là d bằng r. Đó, thế còn là nếu mà nếu alpha của mình mà nguyên âm, được chưa? Hoặc là alpha bằng 0. Đấy, hoặc là alpha bằng 0. Đó, hoặc là alpha bằng 0. Chờ anh một chút xíu. Để anh check lại cái tình huống này. Cái tình huống alpha bằng 0 này không biết là người ta có quy ước ở trong sách hay không. Chờ chút. Chắc là người ta có quy ước trong sách ấy. Đây anh đang mở cái cuốn của thầy Cao Thanh Vinh. Còn cái cuốn kia thì bây giờ anh đang không cầm ở đây rồi. Cho Tuấn này. Quyển thầy Đức Anh. Ừ. Okay, anh chữa câu 39 đi anh. Không không em ơi, nay không 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 chữa bài đâu. Để tới lên lớp mình chữa nha. Quyển thầy Đức học hết rồi anh. Cái bài đầu ấy. Về cơ bản là hồi đi xong hết rồi. Ok. Rồi, nếu alpha của mình nguyên âm nhé, hoặc là alpha bằng 0. Đấy, thì lúc này d của chúng ta nhé, d của chúng ta nó chính là bằng r, và kem bỏ đi cái phần tử 0. Đấy, ok. Và cuối cùng là nếu mà alpha của mình mà không nguyên nhá. Alpha của mình mà không nguyên. Đó. Thì lúc này là d của chúng ta ấy, thì nó chính là bằng cái khoảng từ 0 cho đến dương vô cùng. Đấy, khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Được rồi. Bây giờ mình sẽ áp dụng và mình làm thử cái phần bài một chút nhé, được chưa? Thì anh lấy cái ví dụ nhé. Ví dụ thì chắc là anh sẽ lấy cho em ba cái ví dụ ở trên ba cái tình huống này luôn. Ví dụ nhá. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái hàm là y nó bằng là x cộng 2. Đấy, được chưa? Tất cả mũ 5. Ok không? X cộng 2 tất cả mũ 5. Thế thì ở trong cái tình huống này thì mình thấy rằng là mũ ở đây là mũ 5, đúng không? Mũ 5 là mũ nguyên dương. Đó, mũ 5 là mũ nguyên dương. Được chưa? Đấy, nên là chúng ta chỉ cần là cho cái x cộng 2 xác định thôi. Đấy, nên x cộng 2 cần phải xác định. Đúng không? Đấy, nên x cộng 2 nó phải xác định. Thế nhưng mà bản chất thì cái thằng x cộng 2 nó luôn xác định rồi, đúng chưa? Như vậy lúc đấy ta lấy luôn d nó bằng r. Ok không? D nó bằng r. Được chưa?
Đấy, hoặc là một cái con khác nhá. Ví dụ bây giờ là y nó chính là, ví dụ bây giờ mình lấy là bằng căn bậc 2 đi nhá, ok không? Căn bậc 2 của x cộng 3, ok không? Đấy, tất cả mũ 4 đi. Đấy, được chưa? Thế thì ở đây cái mũ của mình ấy, ở đây mũ của mình nó là mũ 4, đúng không? Thì nó cũng là mũ nguyên dương. Đấy, ok chưa? Đấy, nên nên lúc này thì chúng ta sẽ cần phải là cái căn bậc 2, đúng không? Căn bậc 2 của cái thằng x cộng 3 ấy, nó xác định. Đó, nó xác định. Đúng không? Nó xác định. Như vậy là cái này ta tương đương đó là x cộng 3 lớn hơn bằng 0, đúng không? Vậy là tương đương là x lớn bằng âm 3. Đó, ok chưa? Đó, thì lúc này cái d của em ấy nó chính là bằng cái vùng từ âm 3 cho đến dương vô cùng. Đó, ok chưa? Đấy nhá, đấy là đối với cái trường hợp nguyên dương. Nguyên dương thì d của nó bằng r nhé, được chưa? D của nó bằng r, cho nên là em chỉ cần cái biểu thức ở ở bên trong cái mũ này này. Đó, nó xác định là được. Đấy. Bên mình sang cái trường hợp số 2. Dấu cộng số 2 đó là nếu alpha của mình nguyên âm hoặc là alpha của mình bằng 0. Ví dụ như bây giờ mình có một cái con là y nó bằng là x trừ cho 4, được chưa? Mũ âm 2. Được chưa? Thế thì ở đây mình thấy rằng là cái mũ của mình là mũ âm 2 nguyên âm. Đúng không? Mũ âm 2 nguyên âm. Đó, nên đấy, nên thì chúng ta sẽ cần phải giải là cái x trừ 4 ở bên trong này khác không nhá, được chưa? X trừ 4 ở bên trong này nó cần phải khác không? Đấy, như vậy nói cái khác ở đây là x của mình nó phải khác 4. Được chưa? X khác 4. Đấy. Vậy từ đó thì mình sẽ thấy rằng là cái d của em ấy, đúng không? Cái d của em nó chính là bằng r, và em bỏ đi cái phần tử 4 đi là xong. Đó, bỏ đi cái phần tử 4 đi là xong. Được chưa? Đấy, r trừ đi 0, đúng không? R trừ 0 tức là em sẽ giải là cái lõi này. Nhớ nhé, giải mỗi cái lõi này thôi, khác không là được. Đó, nhá. Thế bây giờ sang cái trường hợp cuối cùng. Đó là nếu mà alpha không nguyên. Không nguyên thì ví dụ như nó là mũ phân số này, đúng không? Nhá, không nguyên này này, không nguyên. Đấy, ok chưa? Thì ví dụ như là mình có thể nhắc đến một số cái trường hợp như là mũ phân số nhá, đúng không ạ? Mũ phân số này, được chưa? Hay là mũ mũ căn nhá, mũ có chứa căn. Được chưa? Hay là mũ có chứa pi, đúng không? Đấy, những cái thằng đấy thì là những cái thằng không nguyên. Mình ví dụ nhé, ví dụ bây giờ mình có y nó bằng này, ví dụ bây giờ mình lấy là x trừ cho 4, đúng không? Mũ 1 phần 2. Đấy, mũ 1 phần 2. Thế thì cái mũ 1 phần 2 ở đây, đúng không? Mũ 1 phần 2 ở đây nó là một con phân số, tức là nó không nguyên nha, nó không nguyên. Đó, mũ 1 phần 2 không nguyên. Thì như vậy là em sẽ cần giải cho anh là x trừ 4 này này. X trừ 4 là cần phải lớn hơn hẳn 0. Đấy, cái trường hợp cuối cùng là giải lớn hẳn 0 cho anh nhé. Đấy, như vậy là cái này tương đương là x sẽ lớn hơn 4. Được không? X lớn hơn 4. Như vậy thì từ đây mình thấy rằng là d của chúng ta ấy thì nó chính là bằng cái vùng là từ 4 cho đến dương vô cùng. Được chưa? Đấy. Được không? Hay ví dụ bây giờ mình lấy một con khác, ví dụ như là y của mình nó chính là bằng x bình phương này. Đấy, trừ cho 3x này. Đấy, cộng với 2 đi. Ok không? Đấy, tất cả mũ pi. Được chưa? Tất cả mũ pi. Thế thì ở đây mũ pi, đúng không? Mũ pi nó là không nguyên nhé, mũ pi là mũ không nguyên, đúng chưa? Mũ không nguyên thì như vậy là em sẽ giải là x bình phương này, đúng không? Trừ cho 3x này cộng với 2 thì con này là phải lớn hơn hẳn không? Đó, thì bây giờ em có thể dùng Casio mod A để em giải cái con này ra, đúng không? Đấy, thì mình sẽ vào trong cái menu A. Đấy, đúng không? Rồi, mình chọn dòng số 2, lớn hẳn không là dòng số 1. Đấy, rồi mình nhập hệ số vào đây nhá, là 1 này, đúng không? Đấy, âm 3 này. X1 x lớn 2. Đúng không? Để như vậy mình ra hai trường hợp nhé. Như vậy là x của mình nhỏ hơn hẳn 1 này, hoặc x lớn hẳn 2, đúng không? Như vậy từ đây mình thấy rằng là d của mình ấy thì nó chính là bằng cái vùng từ âm vô cùng cho đến 1, đúng không? Mà hợp thêm cái vùng là từ 2 đến dương vô cùng. Ok chưa? Đấy. Loát được xong hết cái đống ví dụ này chưa? Đấy, thế thôi nhé, nó chỉ căn bản nó chỉ cần vậy thôi. Được chưa? Thế còn là về cái mặt đồ thị thì chắc là tôi để hôm nào nói lại cái đấy sau nhé, được chưa? Cái đấy thì nó cũng dễ hơn, chắc là anh cũng sẽ nhắc luôn đi nhé. Về mặt đồ thị ấy, rồi cái đạo hàm của nó nhé, thì mình sẽ có như thế này. Nếu mà nói về cái mặt đạo hàm của một cái hàm số lũy thừa nhé, đạo hàm thôi nhắc luôn đi, tiện đạo hàm này của hàm số lũy thừa, đạo hàm của hàm số lũy thừa nhé, thì nếu mà mình có y mà bằng x mũ alpha, được chưa? Nếu mình có y bằng x mũ alpha ấy
thì y phẩy của mình nhá thì nó chính là bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ 1 nha. Cái này lấy ví dụ rất là dễ. Ví dụ y của mình nó chính là bằng ví dụ x mũ 5 đi nhá. Thì lúc đấy thì y phẩy của mình ấy thì mình kéo cái 5 xuống đúng không? Thì nó là 5 nhân với lại x gì mũ 5 trừ 1 tức là x mũ 4. Đúng không? Được chưa? Thì đấy là nếu mà nó chỉ có biến x thôi. Thế còn nếu mà y của mình mà bằng u mũ alpha. Được chưa? Thì từ đó mình sẽ suy ra là y phẩy của mình ấy thì nó bằng là alpha nhân u mũ alpha trừ 1 và nhân với u phẩy. Ok chưa? Thế nhá, thì đây là cái công thức để mình đạo hàm cho cái hàm số lũy thừa. Đấy, đạo hàm cho hàm lũy thừa. Ok chưa? Ok không? Ok. Ừ, rồi. Đấy nhá. Thế thì bây giờ này nhá, bây giờ mình sẽ xét mấy cái trường hợp của mũ alpha nhé, được chưa? Thì đây thì mình đã đi xét các cái trường hợp của mũ alpha để nó sẽ có cái đồ thị tương ứng nhé, ok không? Thì đây là ta xét này, các cái trường hợp của mũ alpha, được chưa? Đấy, ta đi xét các cái trường hợp của mũ alpha nhé, ok chưa? Và đồ thị tương ứng, đồ thị tương ứng. À, đồ thị tương ứng nha. À, rồi thế nhá, thì để anh vẽ cho em xem một cái hệ trục tọa độ ra. Thế sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta đi vẽ. Rồi đây, rồi ok đó, thì mình sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ OI này ra nhé, được chưa? Nói chung là nó cũng khá là dễ thôi, nó cũng không quá khó đâu. Đây là O nhé, đây là X này, đây là Y. Được rồi, ok. Thì bây giờ nhé, mình sẽ có mấy cái trường hợp như thế này. Cái trường hợp đầu tiên nhé, cái trường hợp đầu tiên đó là nếu mà cái alpha của mình ấy, đúng không? Nếu alpha của mình mà nó lớn hơn 1, được không? Nếu alpha của mình mà lớn hơn 1 thì cái hàm đấy nó sẽ đi dựng đứng nhé Hải nhé. Ok không? Thì nó sẽ đi dựng đứng, thì căn bản nó sẽ đi trông như này. Đi như này nhá, khá khá là dựng. Đó, ok, nó sẽ đi như thế này. Đó, nó sẽ rất là dựng luôn nhá, được chưa? Đó, thì đây là y bằng x mũ alpha, được chưa? Đó, cái đồ thị mình đi vẽ nó chính là cái đồ thị của con y bằng x mũ alpha nhé Hải nhé, được chưa? Đấy, y bằng x mũ alpha. Ừ. Đó, đây là trong cái trường hợp là cái alpha của mình ấy là lớn hơn 1. Ok không? Đó. Thì cái đồ thị của mình nó đi dựng đứng như thế này, ok không? Ở đây là nó chỉ vẽ trên cái phần phần dương thôi nhá, được chưa? Phần dương thôi. Còn thực tế thì nó sẽ có một số cái hàm mà có thể vẽ cả bên phần âm nữa. Ví dụ như những cái hàm mà có cái số mũ của mình ấy nhá, cái số mũ của mình mà là số nguyên ấy nhá, thì nó còn vẽ được cả bên phần âm nữa, được chưa? Đó, đây nó đi qua số 1 này, đây nó cũng đi qua số 1. Đó, đi qua hai cái chỗ số 1. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình nhớ là một mũ bao nhiêu thì nó cũng bằng một, được không? Để đây anh sẽ vẽ cho em trên Desmos nhé, để em nhìn một số cái hàm nhìn cho nó đẹp thôi. Rồi, ok. Đây, ví dụ ở đây là mình đang nói về cái trường hợp là gì? Cái trường hợp này là cái trường hợp mà cái alpha của mình đúng không? Lớn hơn một, đúng không? Mà alpha nó chính là cái mũ nhé Hải nhé, được không? Thì ví dụ bây giờ anh vẽ cho em xem là y bằng x xì mũ 3 đi, đúng không? À, x xì mũ 3 thì nó chính là cái phần ở bên tay phải này nhá Hải nhá. Đấy, Hải nhìn được không Hải ơi? Ok không? Đấy. Có. Nó đi dựng đứng luôn, nó đi dựng đứng luôn. Được chưa? Rồi, cái trường hợp số 2 này, cái trường hợp số 2 là nếu mà cái alpha này của mình bằng 1. Đúng chưa? Nếu alpha của mình bằng 1 thì có phải là y của mình nó chính là bằng y bằng x mũ 1 không? Đúng không Hải? Đúng chưa? Có. X mũ 1 thì nó chính là bằng x, đúng không? X mũ 1 nó chính là bằng x. Như vậy thì cái đường y bằng x nó là một cái đường thẳng nha. Ok không? Nó là một cái đường thẳng. Đây để anh lấy cái màu khác nhá. Y bằng x nó là một cái đường thẳng, nó đi qua như này. Đấy, ok chưa? Đi như này. Đó. Thì đây là cái trường hợp mà cái alpha của em, đúng không? Cái alpha của em nó bằng 1, được chưa? Alpha bằng 1. Đấy. Nó là trường hợp đặc biệt đấy nhá. Thì nếu mà alpha bằng 1 ấy, đúng không? Thì mình sẽ có là như này, đó là y bằng x mũ alpha, đúng không? Thì nó chính là bằng x mũ 1.
mà x mũ 1 thì nó chính là bằng x, đúng không? Thì thực chất mình đang vẽ cái đường thẳng y bằng x, được chưa? À, thực chất là ta đang vẽ cái thằng y bằng x, đúng không? Đấy, ok không? Thì đây mình sẽ vào dead mode đây nha, mình vẽ này cho đẹp nha. Còn thứ hai mình vẽ đây là y bằng x, được chưa? Đấy, y bằng x nha. Đấy, tắt này đi. Đấy, em nhìn thấy chưa? Có đúng nó là một cái đường thẳng không Hải? Đúng không? Có. Đấy nha. Mình sang cái trường hợp tiếp theo. Cái trường tiếp theo, trường hợp tiếp theo là nếu cái alpha của mình như này mà nó nằm ở giữa 0 và 1 nhá, thì nó vẫn tăng. Nó vẫn tăng nhưng mà nó sẽ tăng theo kiểu thoải nha, nó tăng nhưng mà nó tăng theo kiểu thoải. Đây, nó vẫn tăng thôi nhưng nó sẽ tăng theo kiểu thoải. Đây để anh lấy một cái màu này đi nhá, được chưa? Nó vẫn tăng nhưng nó tăng theo kiểu thoải nha, đi như này này. Ừ, xấu quá. Đây là anh đang bút nên là nó không được đẹp. Ok không? Đó, ok chưa? Thì cái con này nó chính là cái mũ alpha trong cái trường hợp là không nhỏ hơn alpha nhỏ hơn 1 nhá Hải nhá. Ok không Hải ơi? Ok không? Trường hợp không nhỏ hơn alpha nhỏ hơn 1 thì nó sẽ đi như vậy. Đấy, nó sẽ đi, nó vẫn tăng đấy, nó vẫn tăng nhưng mà nó đi thoải thoải thôi. Nên chứ nó không tăng dựng đứng như cái trường hợp đen xì này nữa nhá. Ok không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ vẽ thử ở đây cho em xem nhá. Anh tắt cái đi, được không? Ví dụ bây giờ anh vẽ là y bằng x mũ, đúng không? Đấy, thế thì mình sẽ lấy một cái số mà nằm giữa 0 và 1, đúng không? Thì mình có thể để là 0,75 có được không? Ok không? Có. Đấy, 0,75 thì nằm giữa 0 và 1 đấy. Thì em thấy rằng là cái đồ thị của mình nó đi thoải thoải, đúng không? Hãy nhìn ra chưa? Đấy, thoải thoải nhá, hãy đi thoải thoải như vậy. Có kịp không? Có. Được chưa? Rồi, đó, tiếp tục một cái nữa nha, một cái nữa. Alpha lớn hơn 1 rồi này, được chưa? Lớn hơn 1 xong rồi nhá, bằng 1 này. Bây giờ kẹp giữa 0 và 1 này, đúng không? Thế bây giờ tiếp tục trường hợp tiếp theo là nếu mà cái alpha của mình mà bằng 0, được chưa? Nếu cái alpha của mình mà bằng 0 ấy nha, nếu alpha của mình bằng 0 thì những cái số nào mà khác 0, nhớ nhé, phải là số khác 0. Thì ví dụ như số 1, số 2, số 3 gì đấy nhá. Thì những cái số khác 0 thì khi mà mình mũ 0 lên thì nó đều nhận về bằng 1. Được chưa? Nha, những cái số khác 0. Đấy, những số khác 0 mà khi mà em mũ 0 lên thì nó sẽ nhận về bằng 1. Ok không? Nhận về bằng 1. Thì nếu mà cái alpha này mà là cái mũi này mà là mũ 0 nhá thì cái y của mình luôn bằng 1 đúng không? Thì y bằng 1 nó là một đường thẳng nằm ngang nhá Hải. Ok không? Nó là một đường thẳng nằm ngang, nó đi ngang qua số 1 này. Cái đường y bằng 1 nó sẽ đường cắt ngang ấy Hải. Được không Hải? Được không? Đấy nhá. Đấy, nó sẽ đi ngang như vậy. Đấy, ok không? Đấy. Đây là trong cái trường hợp mà cái alpha của mình bằng 0. Alpha của mình bằng 0 thì thực chất lúc đấy cái hàm của em nó chính là hàm y bằng x mũ alpha đúng không? Đấy thì nó chính là bằng x mũ 0. Đấy, mà x mũ 0 thì thông thường thì cái gì mũ 0 thì nó cũng đều bằng 1 hết trừ số 0 ra. Đúng chưa? Đấy. Kịp không? Rồi. Đấy, bây giờ còn cái trường hợp cuối cùng. Trường hợp cuối cùng đó là nếu mà cái alpha của mình nhá. Nếu mà cái alpha của mình mà nó là số âm, được chưa? Đấy. Nếu mà là cái alpha của mình mà là số âm ấy thì cái đồ thị của mình nhá thì nó sẽ nghịch biến nó đi xuống nha. Nó sẽ nghịch biến đi xuống, nó đi như này. Đó, nghịch biến nó đi xuống nha. Ok không? Đấy, ok chưa? Thì đây là trong cái trường hợp mà cái alpha của mình mà nó nhỏ hơn 0 nhá, được chưa? Alpha của mình nó nhỏ hơn 0 thì hàm số của mình nó sẽ nghịch biến nó đi xuống như vậy. Ok chưa? Lát nữa ta sẽ giải thích là tại sao nó lại có những cái dáng điệu như thế này nhá. Thì ví dụ bây giờ để anh lấy một cái con mũ âm cho em xem. Đây. Ví dụ mình lấy là y bằng x mũ, được không? X mũ ví dụ bây giờ nhỏ hơn 0, ví dụ anh lấy là trừ 2 đi. Được không? Đấy, trừ 2. Thì em thấy rằng là cái anh đang vẽ nó chính là ở bên nhánh tay phải, được không Hải ơi? Ok không? Đấy. Có. Đó, nó chính là cái phần đấy nhá. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ nói là tại sao nó lại lại có cái hiện tượng của mấy cái đồ thị nó như thế này. Được chưa? Tại sao lại có hiện tượng của mấy cái đồ thị như này? Thì thực chất là cái hàm của mình nó đi lên này, đúng không? Nó đi lên hay nó đi xuống hay nó đi ngang thì người ta còn gọi là cái câu chuyện là nó đồng biến hay nghịch biến đấy, được chưa? Ví dụ em nhìn thấy nó đi lên như cái trường hợp màu đen này này, đúng không? Nó đi lên như cái trường hợp màu da cam hoặc nó đi lên như cái trường hợp màu xanh, đúng không? Trường hợp này thì đây là những trường hợp đồng biến, đúng không? Những trường hợp đồng biến, ok không? Còn cái trường hợp nó đi ngang như thế này người ta còn gọi là hàm hằng này, đúng không? Còn cái trường hợp màu xám xám này này, một nâu nâu đi xuống thì người ta gọi là nghịch biến, đúng không ạ? Đúng chưa? Mà cái tính đồng biến nghịch biến ấy
thì nó sẽ được xuất phát từ cái thằng đạo hàm, có đúng không em? Đúng chưa? Cái việc mà đạo hàm âm hay dương có phải nó quy định đến cái việc mà cái hàm của mình nó đồng biến hay nghịch biến không Hải? Đúng không? Có. Đấy thì mình sẽ tập trung vào đạo hàm này cho anh nhá. Ok không? Đấy, mình tập trung vào cái thằng đạo hàm này cho anh này. Ok không? Rồi, thế thì ở đây nhá, anh bảo này. Do là cái đồ thị này, nghe nghe kỹ nhá. Thì khi thầy anh viết ra đây đi, anh viết ra đây. Anh sẽ giải thích rất là chi tiết cái đoạn này luôn. Tại vì cái lúc mà học ở trên lớp ấy, nói chung là cũng chẳng có thằng nào nghe anh cả nên là anh cũng rất là buồn. Đấy. Ở trong cái thằng đóng khung này nhá, thì anh sẽ viết lại ở đây một chút. Thì mình sẽ có là cái thằng y phẩy ấy thì nó chính là bằng alpha nhân với lại x mũ alpha trừ 1. Ok không? Alpha nhân x mũ alpha trừ 1. Thế thì em thấy rằng này, cái đồ thị mình vừa vẽ nhá, em nhìn này, cái đồ thị mình vừa vẽ thì nó chỉ được vẽ trên cái vùng mà x nó nhận giá trị dương thôi. Hải có nhìn được không? Nhìn thấy không? Có. Đấy, nó chỉ được vẽ trên cái vùng x dương thôi. Thế thì khi mà x dương ấy, khi mà x dương thì x mũ bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng sẽ dương nhá Hải nhá. Ok không? Được chưa? Khi mà x dương thì x mũ bao nhiêu nó cũng sẽ dương. Ok không? Đấy nha, chúng ta có dấu cộng đầu tiên này. Do x của mình nó dương. Do x của mình nó dương nhá, được chưa? Nên nên x mũ alpha sẽ dương, được chưa? X mũ alpha sẽ dương. Đấy, cái này nó mình em có hiểu đơn giản là gì? X mũ alpha là gì? Là alpha thằng x nhân với nhau ấy, được không Hải? Được chưa? X mũ alpha chính là alpha cái thằng x nhân với nhau. Được không Hải ơi, kịp không? Thì nha, mình cứ viết từ từ để cho nó dễ hiểu nhá. X mũ alpha đúng không? Thì nó chính là bằng x nhân x đúng không? Nhân x. Và ở đây là có gì? Là có alpha cái số x có đúng không? Nhân với nhau. Thế mà bản thân là mỗi một con x này nó có dương không? Có dương không? Ờ đấy đúng không? Bản thân mỗi một con x ở đây nó đều là những cái con dương. Thế thì khi mà chúng ta nhân vào nhau nó có dương không? Đấy, nó sẽ là những Có. cái dương. Có hiểu không? Có. Ừ, thế nhá. Được chưa? Như vậy là cái thành phần đằng sau này, đúng không? Rồi mình cứ từ từ mình học em ạ. Đấy. Đấy, đây nhá, cái thành phần đằng sau này. Đó là nó sẽ luôn dương, được chưa? Như vậy thì việc là cái anh đạo hàm này của mình này, cái anh đạo hàm cái anh y phẩy này của mình nhá, nó âm hay nó dương ấy thì nó phụ thuộc vào cái thằng gì thôi? À thực chất nó chỉ phụ thuộc vào cái thằng alpha này thôi. Có đúng không? Chuẩn chưa? Chứ còn cái thằng đằng sau thì nó luôn gì rồi? Nó luôn dương rồi. Ờ đúng không? Đó, ok chưa? Thế thì bây giờ em quan sát xem. Khi mà alpha của mình có phải lớn hơn không? Khi mà alpha lớn hơn không nhá thì có phải làm cho đạo hàm dương không? Có. Đúng không? Alpha lớn không là alpha dương đúng không? Thì làm cho đạo hàm dương. Thế thì những trường hợp nào là alpha dương? Nào, có phải là trường hợp alpha lớn hơn 1 có dương không? Đúng không? Ờ đúng không? Alpha bằng 1 có dương không? Cũng dương đúng Có. không? Và cái trường hợp này alpha có dương không? Chuẩn chưa? Không. Có đúng không? Có Có phải là có 3 trường hợp này là alpha đều dương không? Đó, cho nên là đồ thị nó phải có xuống đi lên. Hiểu chưa đấy? Hiểu chưa? Ok, rồi, cái trường hợp alpha bằng 0. Nào, nếu alpha bằng 0 thì đạo hàm bằng mấy à Hải? Alpha bằng không, đà bằng không. Đúng rồi, đạo hàm bằng 0 đúng không? Đạo hàm bằng 0 là hàm gì? Hàm hàm. Là hàm hàng nên nó phải đi ngang, hiểu chưa? Rồi. Đúng không? Đấy, còn nếu mà alpha của mình âm ấy, đúng không? Thì cái hàm của mình nó nghịch biến đúng không Hải? Đúng chưa? Biến đi xuống. Đố nó đi xuống. Ok, như vậy là cái dáng điệu đồ thị thông được hết chưa? Rồi. Ok nhá. Rồi, tiếp tục. Bây giờ nói tiếp này. Bây giờ nhá. Em nhìn thấy này, tất cả những cái đồ thị ở đây, đúng không? Thì nó đều đi qua điểm gì đây? Điểm gốc tọa độ và điểm mấy? Điểm 11 đúng không? Có hai cái điểm nó luôn luôn đi qua, có thấy không Hải? Đúng không? Có. Trừ trừ cái thằng màu xanh thôi nhá. Trừ cái thằng Rồi. màu xanh này ra, ok không? Đấy, trừ cái thằng màu xanh thôi. Ok, thì bây giờ nhá, thì em cứ hiểu một cách đơn giản như thế này nhá, em hiểu đơn giản như thế này. Thì đầu tiên là tại sao nó đi qua gốc tọa độ ấy nhá, thì em cứ nhớ cho anh là gì? Là không mũ bao nhiêu thì nó cũng bằng không. Trừ không mũ không ra đúng không Hải? Đúng không? Không mũ alpha thì có phải là toàn những cái số không nhân với nhau không? Có. Ừ, đúng không? Đấy, ở đây là có alpha cái thằng không nhân với nhau. Đúng chưa? Alpha số 0. Như vậy kết quả bằng mấy? Không. Bằng không đúng không? Được chưa? Như vậy là bất luận alpha bằng bao nhiêu đi chăng nữa, trừ cái trường hợp alpha bằng không nhá. Được chưa? Đấy, thì bất luận alpha bằng bao nhiêu đi chăng nữa, đúng không? Thì nó khi mà em lấy cái x bằng không đúng không? Đây này. Anh viết lại cái hàm vào đây nhá để cho em dễ hiểu này. Y bằng x mũ alpha đúng không? Chuẩn chưa? Thì cái thằng x có phải nó nằm ở bên dưới không? Nó chính là cái thằng số 0 này này. Được chưa? Đó. Thì không mũ bao nhiêu thì nó cũng bằng không đúng không? Nên nó luôn luôn đi qua gốc tọa độ. Có hiểu không Hải? Ok, được rồi. Để đấy cái trường hợp thứ nhất nhá. Loát được chưa? Loát được không? Còn cái trường hợp thứ hai là gì? Một mũ alpha thì luôn luôn bằng mấy à Hải? Đúng không? Một mũ
bao nhiêu nó chả bằng 1, một đúng không? 1 mũ bao nhiêu nó cũng bằng 1 nhá, có đúng không Hải? Đúng không? một Toàn những cái số 1 nhân với nhau thì kiểu gì nó cũng bằng 1, đúng không? Vậy nó phải đi qua cái điểm này chưa? 1 1 chưa Hải? Đúng chưa? Ừ đấy, đúng không? Đấy. Bất luận alpha bằng bao nhiêu đi chăng nữa nhá. Bất luận alpha bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì 1 mũ alpha luôn luôn bằng 1, được chưa? 1 mũ alpha luôn luôn bằng 1, do đó nó phải đi qua cái điểm này. Có kịp không em? Được chưa? Ừ, đấy nhá, đấy là hai cái điểm đặc biệt nó đi qua. Không chưa thím ơi? Được. Ừ, ok nhá. Đấy, thì đấy là nói về cái câu chuyện là lũy thừa. Đấy, nhá, ok. Thôi chắc nay mình cày đến đây thôi. Đấy, bây giờ anh xem nào, anh sẽ nói cho thằng Bình An cái câu kia. Thằng Bình An còn trong phòng không? Có mỗi em rồi. À, có mỗi em đây à? Ok. Rồi, anh thế giảng thì... Hả? Một cái bài tập đi. Đấy, em hỏi đi. Em giảng cho em mấy cái bài tập đi. Bây giờ tập buổi trước anh chữa rồi. Bài tập anh chữa, đấy là bài tập Loga ấy em. Vâng, nghe buổi trước đó, ý bảo chữa hết cái bên phần bên kia rồi đi. À, anh thì anh chữa hết phần đấy rồi, anh mới chỉ chữa hết cái phần gì nhỉ? Phần lý thuyết, nhưng mà anh ấy không có sách ở đây hả ạ? Thôi để mai nhé, được không? Đó. Để mai anh vào live anh chữa cho nhá, được chưa? Đó. Được. Ừ. Hôm nay anh không có sách ở đây nhá, được không? Đấy. Nên là thôi, nay thì cái video này anh cũng sẽ đăng lại cho mọi người ôn lại về lũy thừa nhá. Thì bữa sau thì anh sẽ lại ôn cho mọi người về Loga, anh hy vọng là mọi người có thể vào để học. Đấy. Để xem mình thôi, mình cứ chưa hiểu thì lần hai mình xem đúng không? Mình sẽ hiểu hơn một chút thôi, xong lần ba hiểu hơn một chút nữa đúng không? Đến một lúc nào đấy thì Kem cũng sẽ hiểu được hết thôi nhỉ. Đấy. Thì chủ yếu là về ngó lại cho anh cái đống công thức của nợ này nhé Hải nhé, được chưa? Đấy. Cái đống công thức này thì là nó ở ở cấp 2 này, được chưa? Thế còn ở đây nó là của cấp 3 nhé, cấp 3 nó chỉ có hai công thức này thôi. Ok không em? Đó. Ừ, thế thôi nhé. Thì mai mai anh em mình lại chiến đấu tiếp nhé. Mai anh em mình sẽ lại nói về mặt Loga nhé, ok không? Mai em mới đầu ấy. Mai xem nào. Thôi chắc để tối đi nhỉ, ok không? Để tối cho nó thoải mái nhá, ok không? Ừ, rồi thế nhá. Nay mình sửa được mic rồi em. Mic em biết điện thoại anh ạ. Đây, hai bên hai nick lên một cái máy tính, một cái điện thoại. À, tức là roi vào một cái để xem hình đúng không? Ờ, hình nó nhỏ quá ấy. Còn cái mic kia bây giờ nó khóa cả cam nữa rồi. Ai da, cuộc sống nó đau khổ thế. Ok, để anh tắt record đi cho anh nói chuyện mấy tí. Vâng.